Thưa quý vị, vào mùa mưa bão thì dòng chảy thường bị ảnh hưởng, khiến cho tàu, thuyền phà đi lại trên sông gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy mà trong thời điểm mùa mưa bão đang tới rất gần, các đơn vị của thành phố Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát an toàn giao thông tại các tuyến sông hồ, đặc biệt là tại các bến khách ngang sông. Tại các bến phà qua sông, đặc biệt là trước, trong và sau mùa mưa bão, lực lượng chức năng cũng thường xuyên phối hợp tuyên truyền cho các chủ bến đò, nhất là trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi phát cho hành khách, bảo đảm các điều kiện hoạt động an toàn khi vận chuyển hành khách. Đối với các tàu chở hàng hóa, cũng yêu cầu các phương tiện không chở quá mớ nước an toàn khi tham gia giao thông. Đơn vị cũng thường xuyên lồng ghép các cái kế hoạch tuyên truyền cho người tham gia giao thông. Thứ nhất là các phương tiện vận chuyển hàng hóa, thứ nhất là yêu cầu các phương tiện không chở quá mớ an toàn, để đảm bảo thứ nhất là an toàn khi tham gia giao thông. Rồi các bến khách ngang sông thì thứ nhất là phát đầy đủ áo phao cho người tham gia giao thông và trang bị các thiết bị neo đậu, rồi dụng cụ cứu sinh, đảm bảo an toàn để vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa. Đa số các chủ lái tàu khi được tuyên truyền nhắc nhở đều ý thức được trách nhiệm của mình. Đầy đủ phao cứu sinh các thứ theo như các anh thủy đoàn bắt buộc phải có đầy đủ những cái phao cứu sinh với lại trang thiết bị để đảm bảo an toàn giao thông trên đường thủy, tuyên truyền đầy đủ để cho các anh em tàu bè là làm theo những cái chỉ thị đấy. Khi được các chiến sĩ công an tuyên truyền thì tôi ý thức được hơn cái việc mặc áo phao mỗi khi lên đò để đảm bảo an toàn hơn cho bản thân mình và mọi người. Nói chung là tôi cũng rất hoan nghênh và với các đồng chí là tăng cường tích cực để kiểm tra nhiều hơn nữa để đảm bảo an toàn cho khách qua đò được yên tâm và thoải mái. Nhiều năm qua trên các tuyến sông qua địa bàn Hà Nội, giao thông đường thủy cơ bản được bảo đảm an toàn. Thế nhưng không vì thế mà lực lượng chức năng, chủ phương tiện vận tải cũng như hành khách chủ quan, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề. Đặc biệt mùa mưa bão năm nay dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, người dân cần tuân thủ tuyệt đối các quy định khi tham gia giao thông đường thủy để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.